Bộ phim Hóa ra là thầy giáo. Cậu làm cái gì mà vụng vụng trộm trộm thế? Dọa anh giật cả mình. Hay là hôm nay chúng ta đừng tới trường nữa nha? Tại sao? Hôm nay là tiết dạy đầu tiên của anh, nhất định phải đi. Không phải anh bị đình chỉ công tác rồi sao? Không phải cậu đã giúp anh giải quyết rồi sao? Bây giờ không sao nữa rồi, tiếp tục dạy học. Anh không phải là không thích chương trình truyền hình thực tế này sao? Thật ra chúng ta có thể không quay nữa. Sao hả? Ký hợp đồng rồi cũng có thể hủy hả? Cũng không phải, không có cách hủy hợp đồng. Chủ yếu xem anh muốn thế nào. Con người của anh ấy mà, mặc dù giả tạo, nhưng mà tinh thần tôn trọng hợp đồng thì vẫn có. Sự việc đã tới nước này rồi, bây giờ anh không đi thì thiệt là... Thôi anh đi đây, đợi đã, đừng. Làm gì đó? Lâm Thanh Thanh, cậu có chuyện gì giấu anh phải không? Thật ra... Hả? Xe của em hỏng rồi. Anh còn tưởng là có chuyện gì lớn. Xe hỏng thì đi sửa, sửa xong thì tới tìm anh. Tạm biệt, nè. Ai ngờ được, mình cũng có ngày cầm gạch tự đập vào chân mình chứ. Cô vừa mới nói xin lỗi gì cơ? Ca Tử, chuyện gì thế? Ai lại bảo cậu mặc như thế này đó? Tớ mượn váy của Lạc Ước, đẹp không? Hôm nay thần tượng của tớ quay chương trình truyền hình thực tế, tớ không thể để anh ấy mất mặt được. Xấu lắm. Lát nữa cậu ra nhà vệ sinh thay quần áo đi. Nào. Nhưng mà Lạc Ứng mặc rất xinh mà. Chắc vấn đề là ở tớ rồi. Không phải vấn đề ở cậu, mà là tới lúc đó Tô Mạng sẽ tới tóm cậu đấy. Ca Tử. Ca Tử, thế trận này của cậu đúng là sáng nhất trên phố trung học đó nha. Tớ biết ngay mà. Nè nè, không không, để tớ cởi cho. Bệnh sạch sẽ. Đi thôi. Nhanh đi thôi, chủ nhiệm Tô sắp tới duy trì trật tự rồi. Cậu cũng khoa trương quá đó, hôm nay chủ nhiệm khoa không ở đây. Im đi. Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Chụp mấy học sinh trước đi. Chương trình thực tế là giả, căn bản không tồn tại chương trình. Các em học sinh đừng tìm chúng tôi. Anh làm gì thế? Đi đâu? Đương nhiên là đi rồi. Không nhìn thấy nhiều phóng viên thế sao? Buông tay ra. Anh không nhìn thấy chỗ đó đang vây học sinh chúng ta sao? Anh không được đi. Cô làm gì hả? Qua đây. Nè. Qua đây đi. Nè. Các người thả học sinh của tôi ra. Người mà các người tìm ở đây. Cô Tô à, cô giúp hướng Đông Nam đi, em xin cô đó. Các em về lớp trước đi. Mau về đi, đi. Là vệ lai kìa, vệ lai. Chương trình truyền hình thực tế là do tôi đầu tư. Thầy hướng Đông Nam cũng là do tôi mời. Vốn dĩ định cho quý vị khán giả một bất ngờ, nhưng nếu mọi người đều biết rồi thì mời các anh chị nhà báo giúp đỡ nhiều hơn cho thầy hướng Đông Nam. Yêu mọi người. Được rồi, được rồi. Đi đâu vậy? Đi rồi, đi rồi. Đi thôi. Những điều này có phải đều trong dự liệu của thầy không? Thoải mái đi, nhiệt huyết tuổi trẻ. Vẫn nên cho tuổi trẻ lưu lại chút kỷ niệm thanh xuân chứ. Thầy thật sự cảm thấy không có vấn đề sao?
Cô chắc là hiểu hơn tôi chứ. Để thầy chê cười rồi. Điều này có nghĩa là chủ nhiệm Tô vẫn còn trẻ, tràn đầy sức sống, chứng tỏ đội ngũ giáo viên của chúng ta có sức sống mà. Tôi thấy tình hình bây giờ không dễ thu dọn tàn cuộc. Chủ nhiệm Tô, cô nhất định biết điển tích đập nồi dìm thuyền chứ. 3 năm trung học chúng ta cần nắm được khoảng 3.000 từ vựng, nhưng đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Cô hy vọng các em có thể tích cực mở rộng việc đọc ngoài giờ học, tranh thủ mở rộng vốn từ lên đến 5.000 từ. Nếu dựa vào tiêu chuẩn này thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần học 5 từ mới. Chỉ cần kiên trì thì tuyệt đối không phải chuyện khó. Bắt đầu từ tiết học sau, chúng ta phải học ngữ pháp của vòng đầu tiên. Lớp trưởng phát bài đọc gốc cho mọi người, các em ôn trước đi. Còn vấn đề gì nữa không? Tần Hàm, 16 tuổi, sở trường toàn bộ, học sinh 3 tốt tiêu biểu. Tôi nghe nói Hướng Đông Nam phải đi rồi, không tới làm giáo viên nữa đâu. Hóa ra chỉ là thiếu gia lượn một vòng thôi. Nè, chắc thế đấy. Cái tai nào của cậu nghe thấy thì ấy sẽ đi. Hôm nay Vệ Lai còn tới tiễn luôn. Vệ Lai? Thật sao? Thế thì nói không chừng cô ấy sẽ cũng tới làm giáo viên. Đường Đường 99, sở trường khoa học xã hội, biệt danh chuyên gia giảm cân. Hôm nay tớ nhìn thấy cô ấy rồi, vừa cao vừa gầy, thật không? Không đúng, không đúng. Thế thì sao vẻ mặt Hướng Đông Nam lại ngây ra như thế? Đàn ông mà, cuối cùng vẫn không vượt qua được sĩ diện. Chà, trời ơi. Trong cái thế giới này biến hóa bất thường này, bọn họ mới là bạn bè đích thực, có lý. Vô vị. Hạ Thời Vũ, 16 tuổi, sở trường khoa học tự nhiên, biệt danh người hâm mộ nhạc rock cuồng nhiệt. Thật cũng được, giả cũng được, chẳng có ý nghĩa gì hết. Âm nhạc mới là chứng minh tốt nhất. Nếu có thể sáng tác ra một ca khúc giống như bài Cỏ cây đều thú vị, thì độ chuyên nghiệp không cần bàn cãi nữa. Cô Tô, tiết sau của chúng em có học nữa không ạ? Đúng đó cô Tô, tiết chuyên ngành còn có giáo viên dạy không ạ? Thầy Hướng có việc xin nghỉ rồi. Tiết chuyên ngành sau các em tự học nha. Tạm thời cô sẽ thay mặt phụ trách quản lý lớp. Có việc gì thì tới văn phòng tìm cô là được. Cô Tô à, vậy thầy Hướng có phải sẽ không tới dạy nữa không ạ? Khổng Tiêu Tiêu, môn sở trường khoa học tự nhiên, biệt danh chuyên gia trang điểm. Cô Tô, Hướng Đông Nam tới làm thầy giáo là thật hay giả vậy ạ? Cô có biết không? Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực. Để thầy ấy đến dạy chuyên môn chúng ta thì tớ tự học còn hơn. Không phải đâu, Tưởng Tiệp nói không sai mà. Ca sĩ không chịu hát cho hẳn hoi chạy tới làm giáo viên, hết thời rồi. Lấy cái gì dạy chúng ta chứ? Các cậu có hiểu thầy ấy không? Mà kết luận một cách bừa bãi như vậy, thầy ấy chỉ là không thích khoe khoang thôi. Thầy ấy vốn dĩ là giáo viên cực kỳ có thực lực đó. Đừng giận nữa ca tử. Bọn họ lẽ nào không nghe âm nhạc thịnh hành sao? Còn mong mộ thần tới làm giáo viên quá chứ. Thế còn tốt hơn Hướng Đông Nam. Ít nhất thì mộ thần không ăn cắp ý tưởng, không nói dối. Ba kể cãi cùng các cậu sao lại khó chịu thế nhỉ? Có ai ăn nói như cậu không? Tớ nói cậu đó sao hả? Tớ cứ nói cậu đấy. Nè đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau, đừng đừng. Yên lặng hết cho tôi. Yên lặng đi. Cậu đang nói cái gì hả? Bất luận người đó là ai, chỉ cần anh ấy đứng trên bục giảng này dạy học cho các em thì anh ấy là một giáo viên chuyên nghiệp có thực lực ở trường trung học sư phạm này. Ở lớp 8 khối 10 này chỉ có thầy Hướng, không có minh tinh Hướng Đông Nam. Nhớ rõ chưa? Tan học. Vào học. Thích quá đi mất. Bây giờ đang quay phim sao? Máy quay đâu? Thầy có làm giáo viên của bọn em nữa không ạ? Thầy làm trong bao lâu? Vệ Lai cũng sẽ tới làm giáo viên chứ. Còn có vị minh tinh nào sẽ tới tham gia chương trình truyền hình thực tế nữa không ạ? Mộ thần có tới không? Ồn ào quá. Có để cho người khác ngủ không hả? Có rồi, có rồi. Thông tin trực tiếp. Bây giờ là giờ học, không phải là buổi họp báo. Chỉ cần tôi đứng trên bục giảng này thì sẽ không trả lời những câu hỏi vô vị của các em. Gặp sách lại và khép miệng các em lại cho tới khi tôi bảo các em mở miệng. Đàn piano bị lạc nhịp rồi.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ giảng về việc vận dụng hơi thở trong thanh nhạc. Cách thở của chó con. Các em có biết chó con thở như thế nào không? Chống hai tay của các em vào hông, sau đó dùng cơ hoành của các em để tạo lực, rồi để bụng hít ngược lại. Cách này có thể luyện được cơ hoành của chúng ta sau khi củng cố lực cho cơ hoành, thì có thể ổn định hơi thở của chúng ta. Sau này mỗi ngày luyện tập thêm vài phút, sau một tháng tập luyện thì hơi thở của các em sẽ ổn định hơn rất nhiều. Nào, tập theo thầy. Làm lại, tăng tốc. Nhanh lên. Đánh tiếng phù phù. Môi trên nhẹ nhàng, áp sát môi dưới, hơi thở ra đều, giữ tốc độ đều, giữ hai môi của chúng ta. Bài tập luyện này có thể giúp chúng ta trong việc phát hiện xem hơi thở của mình có ổn định hay không. Nếu hơi thở không ổn định thì tiếng phù phù phát ra cũng không chuẩn. Mời em đứng dậy. Em đánh thử xem. Là đánh tiếng phù phù, không phải là hết hơi. Về nhà nhớ luyện tập thêm. Chúng ta dùng một bài tập có âm thanh để luyện tập. Dùng một bài hát đi. Từng nghe bài tiễn biệt chưa? Chuẩn bị bắt đầu. Ngân Nga. Thưa thầy, chữ viết sai rồi. Bỏ đi, Ngân Nga. Biết cách để Ngân Nga phải không? Không phải ư ư. Phải giống tiếng của ruồi, mũi. Thế này này. Đúng rồi. Luyện tập Ngân Nga có thể giúp cho chúng ta điều chỉnh hơi thở. Nhưng nó có một điểm rất quan trọng, đó là nó có thể giúp chúng ta tìm được sự cộng hưởng ở khoang mũi và cộng hưởng ở đầu. Cách xì mũi. Như đang xì mũi vậy. Như đang xì mũi. Tuy làm người không được quá tham lam, nhưng mình vẫn hy vọng thời gian có thể dừng lại tại giây phút này. Đúng, 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 đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, rất cảm ơn. Tình hình thế nào rồi? Xong rồi. Những video và hình ảnh hot search liên quan tới trường học đều đã được gỡ bỏ rồi. Hot search về chương trình truyền hình thực tế của Vệ Lai cũng đã được dìm xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại chuyện người hâm mộ đấu khẩu với nhau náo nhiệt thôi. Không khuấy lên được chuyện gì nữa đâu. Tốn bao nhiêu tiền? Khoảng gấp đôi bình thường. Đúng là đồ phá gia chi tử. Đồ nghịch tử này. Đúng là muốn làm cho tôi tức chết mà. Vệ Lai nó đâu rồi? Đã làm theo ý của anh, đưa cô ấy về rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi cho các anh 3 giây đó. Thả tôi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ kiện các anh về tội bắt giữ người trái phép. Đến lúc đó Vệ Hữu Tài cũng không cứu được các anh đâu, nghe thấy chưa? Thả tôi ra. Vệ Hữu Tài. Tôi nghĩ bây giờ cách tốt nhất để bảo vệ Vệ Lai là đâm lao phải theo lao. Chị thôi, chương trình truyền hình thực tế chỉ là một cái cớ. Với tình hình thị trường hiện tại của hướng Đông Nam, dù có miễn cưỡng ở lại trong giới giải trí thì cũng sẽ không có quá nhiều cải thiện. Chẳng bằng quay lại công việc cũ. Có lẽ có thể tìm lại được lý tưởng lúc đầu, viết ra được tác phẩm mới. Nếu như có thể mượn lại danh tiếng của cô Vệ Lai thì giám đốc Vệ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu không có chương trình thực tế làm lá chắn, tin đồn của Vệ Lai và hướng Đông Nam, còn cả lời nói dối của Vệ Lai, tất cả đều sẽ bị bóc phốt. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai phát triển của Vệ Lai. Hôm nay đã có bên đại diện tới hỏi chuyện này rồi. Tình hướng Đông Nam này.
Tự mình nhảy vào cống nước thối, còn bắn nước bẩn vào người của tôi. Chị với tên Lâm Thanh khớp với nhau một chút đi. Hai người thống nhất phát ngôn, nói chương trình thực tế này là tôi xuất phát từ tình cảm cá nhân với Hướng Đông Nam. Tôi tự bỏ tiền làm cho cậu ta, không liên quan gì tới nghệ sĩ của Quang Niên, đặc biệt là Vệ Lai. Được, Tổng Giám Đốc Vệ. Mộ Thân, nào tới đây, ngồi đi. Tôi không làm phiền anh đó chứ? Không có. Tôi và chị Thôi đang tán gẫu thôi. Hơn nữa hiện giờ việc quan trọng nhất của công ty chính là việc của cậu mà, đúng không chị Thôi? Đúng đó. Trước đó tôi sắp xếp cho cậu vài người ứng tuyển vị trí quản lý, cậu có hài lòng không? Đúng là khiến cho công ty phải tốn công rồi. Thật ra trong lòng tôi luôn có một ứng cử viên, không biết phía Tổng Giám Đốc Vệ nhắm trúng ai rồi cậu cứ nói. Lên trời xuống biển tôi cũng sắp cho cậu. Tôi làm gì dám nói là nhắm trúng ai. Quản lý của công ty chúng ta đều rất xuất sắc. Chị Thôi là người xuất chúng nhất trong những người xuất chúng. Vì thế tôi không biết là mình có cơ hội được chị Thôi làm quản lý không. Mọi người đều biết nghiệp vụ của chị Thôi rất giỏi, tài nguyên phong phú, quan hệ với truyền thông lại tốt. Quan trọng nhất là chị Thôi rất quan tâm tới nghệ sĩ dưới trướng. Bây giờ Đông Nam rời công ty rồi, vậy thì chị Thôi chắc chắn là ứng cử viên duy nhất của tôi. Tôi tin vào mắt của Đông Nam. Mộ Thần, cảm ơn tình cảm của cậu. Có điều hiện giờ tôi đang là quản lý của Vệ Lai. Hơn nữa không thành vấn đề. Từ hôm nay chị Thôi là quản lý của cậu. Thật sao? Tốt quá rồi. Chị, hợp tác vui vẻ. Ôm cái nào. Tôi biết mục đích cậu tới đây lần này. Tôi, công việc bận rộn, công tác. Ông đoán tôi tin không? Chính là ông. Cùng với tình nhảy Lâm Thanh hợp sức chạy tôi. Trách nhiệm và sứ mệnh của người làm nghề giáo. Tôi biết mục đích cậu tới đây lần này. Tôi, công việc bận rộn, đã viết sẵn một bức thư. Tôi biết cậu mặc dù rất tức giận nhưng vẫn đã lên lớp. Chứng tỏ cậu có trách nhiệm và sứ mệnh của một người làm nghề giáo. Tại tôi thương đám trẻ vô tội lớp số 8 đó thôi. Tụi chúng giống tôi, đều là người bị hại bởi những lời nói dối của mấy người. Bọn chúng đứa nào đứa nấy háo hức ngóng tôi lên lớp. Nếu như tôi không đi thì chúng sẽ thất vọng thế nào? Hơn nữa, tôi cũng không muốn chúng nghĩ Hướng Đông Nam tôi đây là kẻ nói dối. Cậu thật sự muốn đi hay là không muốn đi? Cậu thật sự muốn ở lại hay là không muốn ở lại? Còn nói còn phát. Tôi tắt đây. Lâm Thành Thành, tốt nhất cậu nghe điện thoại cho tôi. Cậu chết chắc rồi. Nghe điện thoại đi. Thầy Hướng, em có chuyện muốn nói với thầy. Nói đi. Không cần biết thầy đến trường xuất phát từ mục đích gì. Nếu như trường chỉ định thầy làm giáo viên chủ nhiệm thì thầy nên có trách nhiệm với công việc. Em nghĩ là thầy cần nhanh chóng lập ra quy định cho lớp. Hiện nay trong giờ học đều có người cười đùa. Vừa tan học đã làm ầm lên. Giờ tự học buổi sáng có người ngồi massage mắt cũng không ai quản. Thật sự rất ảnh hưởng tới việc học của em. Các em đã là học sinh cấp 3 rồi, phải học cách tự quản bản thân. Em biết, em nói xấu các bạn sau lưng thế này không hay, nhưng mà thưa thầy Hướng, hiện giờ bộ phận học sinh kém trong lớp thật sự quá gây ồn ào. Chúng em đều mong thầy có thể quản lý. Tần Hàm, nói bạn học mình là học sinh kém có phải là không hay lắm không? Dù sao có thể trở thành bạn học đều là cái duyên hiếm có. Dù sao những gì em muốn nói chỉ có thế thôi. Cô Tô, thầy Hướng, em đi trước đây. Thầy Hướng, thầy định khoanh tay làm ngơ sao? Không thì sao? Không có quy định, không thành quy củ. Không cần biết thầy có muốn hay không. Thầy cũng đã là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8 khối 10. Thầy không muốn quản cũng phải quản, thầy không nghe thấy sao? Đã ảnh hưởng tới việc học rồi đấy. Hơn nữa còn đã xuất hiện dấu hiệu của chia rẽ nội bộ lớp. Chẳng qua là chia rẽ nội bộ lớp thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện không? Học sinh nghỉ lễ lâu rồi, quay lại lớp đương nhiên sẽ hưng phấn hơn. Quen một thời gian chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đây là anh đang viện cớ cho việc không quản lý của mình. Sao anh ích kỷ thế? Chuyện này ai muốn quản thì quản đi, tôi không quản được. Hôm nay tôi đã đủ đen rồi. Không, là tôi lúc nào cũng rất đen đuổi. Cô muốn làm giáo viên chủ nhiệm lắm phải không? Sau khi tôi đi, vị trí chủ nhiệm lớp này do cô làm đó, cô cứ nhiệt tình phát huy. Cái gì cơ? Màn kịch này tôi không phối hợp được nữa rồi. Những thứ này cô làm tôi đã thấy hết rồi. Chẳng phải cô muốn làm chủ nhiệm lớp sao? Thực quyền giao cho cô đó.
Chuông vào lớp đã kêu lâu như thế rồi, mọi người điếc hết rồi sao? Kệ đi, dù sao cũng không ai quản. Mọi người chuẩn bị đi, chờ thầy hướng tới. Sao thầy Hướng không tới chứ? Sao lại là cô Tô Kỳ lên lớp chứ? Không biết nữa. Chuyện gì đây? Giờ họp lớp chẳng phải do giáo viên chủ nhiệm đứng lớp sao? Lần này tới cực que cây đấy. Phiền chết đi được. Cả lớp trật tự chút đi. Cả lớp trật tự một chút. Ban quản lý lớp số 8 vẫn giống như học kỳ trước. Dương Bối Bối, em vẫn là lớp trưởng. Cô Tô, giáo viên chủ nhiệm lớp em đổi thành cô rồi sao? Thầy Hướng vì lý do cá nhân có thể tạm thời rời trường một thời gian. Không, ban giáo vụ nhờ tôi làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp, tạm thời thay mặt giáo viên chủ nhiệm lớp các em. Kỳ học trước, thành tích các môn văn hóa của các em không được lý tưởng lắm. Thiết nghĩ bắt đầu kỳ học này, các em cũng cảm nhận được, cũng đã chịu đủ lời phê bình. Vì thế tôi nghĩ, kỳ học này chúng ta càng phải nỗ lực học tập, chứng minh bản thân bằng thành tích. Các em đã thua ở điểm xuất phát rồi. Nhưng mà, chúng ta phải chạy về đích, tốt hơn, nhanh hơn các lớp khác. Các em nói xem có đúng không? Đây đâu phải là tiết âm nhạc chứ. Tiết này không có cách nào học được. Kế hoạch cho giấc mơ học sinh lớp 8. Theo sắp xếp của trường, chủ đề tháng khai giảng đầu tiên của chúng ta là tháng hoạt động lớp. Vì thế, tiết học này chúng ta sẽ triển khai cuộc họp lớp xoay quanh ước mơ. Trên con đường thực hiện ước mơ không có đường tắt. Vì thế, xác định mục tiêu rất quan trọng. Cũng chính việc từng bước thực hiện những mục tiêu nhỏ mới khiến các em cảm nhận được các em cách ước mơ ngày một gần hơn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh cấp 3 là thi đại học. Tôi hy vọng thông qua tiết học này có thể giúp các em xác định được mục tiêu cuộc đời, đồng thời lập kế hoạch học tập cho 3 năm cấp 3 của bản thân. Các lớp khác đều đang diễn ra hoạt động họp lớp đặc biệt. Chỉ có lớp chúng ta là đang tẩy não. Tiếp theo sẽ là thời gian dành cho các em. Tôi hy vọng các em nói với tôi mục tiêu cuộc đời của mình để tôi có thể giúp các em lập kế hoạch cuộc đời và kế hoạch học tập trong 3 năm cấp 3. Các em cũng có thể giám sát lẫn nhau. Ai nói trước? Thưa cô, mục tiêu của em là nỗ lực học tập, thi vào Đại học Âm nhạc Trung ương. Mời ngồi. Bạn Tần Hàm nói rất hay. Chỉ cần bây giờ em giữ vững phong độ học tập của mình, thi vào học viện âm nhạc tốt chắc chắn không thành vấn đề. Ngoài ra, điều cần lưu ý là mặc dù lớp chúng ta là lớp năng khiếu âm nhạc, nhưng mục tiêu của chúng ta không nhất thiết chỉ hạn chế ở học viện âm nhạc. Chúng ta có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân, lập mục tiêu vào các trường đại học tổng hợp đa dạng hơn, có tính thách thức hơn. Tôi hy vọng học sinh lớp chúng ta nhất định không từ bỏ các môn văn hóa. Còn ai nữa? Nếu không có người giơ tay thì tôi gọi tên đó. Từ Nhất Xuyên. Ước mơ. Thưa cô, ước mơ của em là thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, cống hiến chút tài hèn sức mọn cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà. Được, người anh em, với thành tích của cậu mà thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại thì tôi có thể thi vào Harvard Cambridge rồi. Viên Giả, sao em lại công kích sự tự tin của bạn thế? Có chí ắt thành công. Từ Nhất Xuyên, mời ngồi. Được, được. Người anh em, cố lên nha. Em đã có mục tiêu rồi, thì từ bây giờ phải bắt đầu lập kế hoạch học tập. Chỉ cần em nỗ lực hoàn thành, thì tôi tin là không có gì là muộn.
Thưa cô, em muốn vào Thanh Hoa. Thưa cô, em muốn vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Thưa cô, em giống bạn Xuyên. Đại học Nhân dân Trung Hoa, Đại học Chính pháp Trung Quốc, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Hồ Nam, Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Khai. Lục Tam, sao anh lại ngồi đây? Sao không lên trên? Cô Tu, căn hộ chúng ta có chuyện lớn rồi. Hướng Đông Nam, anh đang làm cái gì vậy? Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Anh phải đi bây giờ sao? Đi đâu? Tôi cũng không biết. Sao hả? Giờ thì không nỡ để cho tôi đi à? Anh đang nói cẩn thận, nói tiếng người đi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn ở lại đây cho lắm. Bây giờ lớp 8 đã giao cho cô rồi. Bản nhạc của tôi đâu rồi? Để tôi. Tôi giúp anh thu dọn bên ngoài. Thu dọn bên ngoài xong thì thu dọn cả trong này luôn nha. Cảm ơn. Tên Lâm Thanh Thanh này, cậu nhớ đó. Cậu không tìm tôi cũng không tìm cậu. Nhà mới ở có quen không? Bố không có ở nhà, con có ngoan ngoãn nghe lời không đó? Thanh Thanh, truyền thông và lão vệ đều đã lo ổn thỏa rồi, yên tâm đi. Thoát ra khỏi môi trường nhiều áp lực đúng là có ích cho việc giảm bớt triệu chứng của anh Hướng. Có thể thử thay đổi cách sống cũ, thay đổi chỗ ở. Việc này có thể giúp cho anh ấy dịu đi tâm trạng tiêu cực bị tích tụ bấy lâu nay. Thanh Thanh, tôi bị lão viên giam lỏng rồi. Anh mau liên lạc với luật sư đi. Tôi phải đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Tin nhắn WeChat từ 8 tiếng trước từ Hướng Đông Nam. 8 tiếng. Phá kỷ lục rồi. Quốc Nguyên viết Ly Tao khi bị đi lưu đày. Tả Khưu viết Quốc Ngữ khi bị mù hai mắt. Tôn Tẩn viết Tôn Tẩn binh pháp khi bị rút xương đầu gối. Có lẽ đối với Hướng Đông Nam mà nói, đây lại là cơ hội tốt nhất. Bên ngoài thu dọn xong rồi. Ừ. Anh cứ nằm như thế này à? Ít nhất phải cử động một chút đi chứ. 2 tí rồi. Cô làm cái gì vậy? Vừa nãy chẳng phải cô cứ nằng nặc nói để tôi làm cho sao? Nằng nặc đúng không? Anh dám nói linh tinh này. Nè chờ đã, tôi làm, cô đừng động vô. Bản nhạc đã tìm thấy chưa? Không có bản nhạc tôi không đi đâu. Đầu với óc. Được đó nha. Hiệu suất làm việc này, trình độ dọn dẹp này hoàn toàn có thể thay thế Lâm Thanh Thanh làm trợ lý cấp 1 của mình. Thầy Hướng, giật hết cả mình. Chuyện gì? Thầy phải chuyển đi thật à? Ừ. Anh muốn làm gì? Có cái gì đó ở trên đầu anh kìa.
Cảm ơn. Thầy Hướng, hôm nay tôi có một buổi hội thảo. Hình như cô Tô cũng có việc bận. Chúng tôi sẽ về muộn một chút. Nhưng mà cô Tô có viết số điện thoại của chúng tôi lên bảng rồi. Nếu anh có chuyện gì thì gọi điện cho chúng tôi nha. Mọi người cũng không cần quan tâm tới tôi đến thế đâu. Chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Anh nói có đúng không? Không phải, cô Tô nói sợ anh nhân lúc chúng tôi không có nhà sẽ phá nhà. Thật ra thì thầy Hướng à, tôi không mong là anh chuyển đi đâu. Bởi vì anh đi rồi thì ngôi nhà này không thể chia ba mà trở thành chia hai rồi. Đây là sở thích gì vậy? Có lẽ anh không biết, số 3 là một con số vô cùng hoàn mỹ. Nó là một số nguyên tố duy nhất của số bình phương trừ 1. Là một số nguyên tố duy nhất mà một số nguyên tố cộng lại vẫn là số nguyên tố. Là một số nguyên tố trong hai số nguyên tố duy nhất liền kề nhau. Nó là số đầu tiên trong số nguyên tố cùng nhau, số nguyên tố Fermat. Con số may mắn, số nguyên tố Mersenne. Hơn nữa, hình tam giác còn có tính ổn định. Thật ra, ba người ở một nhà mới là một môi trường sống lý tưởng nhất. Thầy Trần à, anh sắp bị muộn rồi. Vâng. Số nguyên tố Mersenne, số mã hóa, cái khỉ gì thế? Đúng thật là quy tắc của bạn cùng phòng. Thầy Hướng, con trai, con có nhìn thấy cung điện Potala ở sau lưng bố không? Bố đang ở Lhasa. Sao hả? Không vui à? Không có. Bác An đã nói hết với bố rồi. Yên ổn làm một giáo viên cũng rất tốt. Nhớ năm đó bố và mẹ con chiến đấu tích cực trên tuyến đầu của ngành giáo dục, cần cù chăm chỉ tỉ mỉ cẩn thận. Hôm nay con lại quay về làm nghề giáo, kế thừa sự nghiệp của chúng ta, vậy thì còn gì bằng. Nếu như mẹ con mà biết, nhất định sẽ rất vui. Mẹ con sẽ vui sao? À phải rồi, tiếp theo bố sẽ đi đâu? Chuẩn bị đi Venice. Đến đó xem thử. Bố và mẹ con đi hưởng tuần trăng mật ở đó. Nghe nói là về sau nơi này sẽ bị chìm hết trong nước biển. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Thật đúng là một thảm họa nghiêm trọng. Thế hệ đi trước cứ làm theo ý thích phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái để đạt được lợi ích. Nhưng mà những hệ quả này đều để lại cho con cháu thế hệ sau gánh chịu. Vì thế bố muốn chụp nhiều ảnh một chút, đem những phong cảnh đẹp đẽ lưu giữ lại. Con có thời gian thì cũng đi ra ngoài, đừng có suốt ngày ở trong nhà đâm chiêu ủ dột. Mẹ con không muốn nhìn thấy điều này nhất đó. Con không nói chuyện với bố nữa, con còn có việc. Anh, nếu như anh thực sự không muốn sống trong căn hộ ở ghép thì chuyển về nhà cũ ở đi. Những người này đều là đến xem thầy Hướng à. Lạc Ước, 16 tuổi, môn sở trường không học lệch, sở thích biểu diễn guitar, biệt danh Hoa Khôi, ngôi sao nhí. Chắc thế. Nhưng chắc thầy Hướng không tới nữa đâu nhỉ. Trần Nghiêu, 16 tuổi, học lệch môn văn, sở thích múa, biệt danh chàng trai kem dưỡng da. Phí Đặt, anh là tên khốn nạn. Phí Tư, cậu sao thế? Anh của tớ lấy thuốc giảm đau của tớ rồi. Cậu đừng có suốt ngày uống thuốc giảm đau, cố chịu chút đi. Tớ không chịu được. Tinh Tử, Phí Đặt, anh còn dám tới đây hả? Trả lại thuốc cho em. Em Phí Tư, cậu chạy chậm một chút. Cậu cầm cái gì thế? Phí Đặt chuẩn bị cho Phí Tư nước gừng với lại miếng dán giữ nhiệt, bảo tớ mang tới đây. Xong tí nữa cậu ấy sẽ tới. Thế người đâu? Chắc tí nữa là sẽ tới thôi.
Cô ấy lại muốn làm gì thế? Tôi biết đâu được. Để các em thực hiện ước mơ của mình dễ dàng hơn, giúp đỡ các em thi đỗ trường đại học lý tưởng. Không làm theo phép tắc thì không trở thành quy tắc. Cô xin mấy em mấy phút để nói về nội quy của lớp số 8 chúng ta. Thứ nhất, trong lớp học không được ăn quà vặt, không được uống nước ngọt, không được để bất kỳ đồ vật gì không liên quan tới học tập ở trên bàn. Vậy thì mình để làm gì để duy trì độ hot của kênh phát trực tiếp đây? Thứ hai, thời gian ở trường học nghiêm cấm sử dụng điện thoại, lớp trưởng và lớp phó. Trước mỗi buổi tự học sáng, thu điện thoại của mọi người đem tới chỗ của tôi. Sau khi tan học sẽ trả lại. Phản đối. Cô à, dựa vào quy định của trường trung học, trong giờ học học sinh chỉ cần để điện thoại ở trên giá chuyên đựng điện thoại ở bục giảng. Thời gian ra chơi và nghỉ trưa thì bọn em có thể sử dụng điện thoại. Đúng đó. Lớp khác là lớp khác. Lớp 8 chúng ta có xuất phát điểm thấp, càng phải chuyên tâm học hành hơn các bạn lớp khác. Phản đối vô hiệu. Từ học kỳ này trở đi, nhà trường sẽ tăng cường quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng điện thoại trong trường. Ai mà giấu điện thoại, một khi bị tôi phát hiện thì tôi sẽ lập tức liên hệ với phụ huynh, mời bọn họ đến trường lấy điện thoại của các em về. Tôi cũng sẽ nói thật cho bọn họ biết các em sử dụng điện thoại như thế nào khi ở trường. Còn nữa Tiểu Tây, máy tính bảng của em cũng phải nộp lên cho cô. Cô à, đây là công cụ sản xuất của em mà. Em là học sinh, hoạt động sản xuất duy nhất mà em cần làm ở trường đó là học tập, không cần phát triển nghề tay trái. Còn nữa, mọi người nhất định phải nhớ lớp học là nơi công cộng. Vì thế các em đừng làm ảnh hưởng và quấy rầy tới việc học tập của các bạn khác. Phải nhớ ngủ sớm dậy sớm. Trong lớp học không được ngủ gật. Đặc biệt là em. Hạ Thời Vũ, nếu như các em có chuyện gì gấp cần dùng điện thoại thì có thể tới văn phòng của tôi tìm tôi dưới sự cho phép của tôi. Các em có thể ở trước mặt tôi sử dụng điện thoại, dùng xong lập tức phải trả lại. Từ hôm nay trở đi, buổi sáng mỗi ngày, 10 phút trước khi buổi học buổi sáng bắt đầu, tôi phải nhìn thấy điện thoại của mỗi người các em đều được xếp ngay ngắn, đặt ở trên bàn làm việc của tôi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Vào học. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi vẫn quyết định thôi việc. Thầy Hướng à, đơn xin thôi việc không được chấp thuận. Vì sao? Cuối cùng cũng bắt được em rồi. Thằng nhóc này, bắt được em quả thật không hề dễ dàng đâu. Chủ nhiệm, em học sinh này nửa đêm không về nhà, đi lang thang, lẩm bẩm ở trong trường, mà còn vẽ bậy lên tường nữa chứ. Hành vi này rất đáng nghi. Tôi với Bạch Lan đã tìm bắt em ấy rất lâu rồi. Cuối cùng hôm nay cũng bị tôi bắt được. Chính là em ấy. Thầy Trần, muộn thế này rồi mà còn chuẩn bị bài giảng à? Xin lỗi chủ nhiệm, cái kia tôi đang nghiên cứu một bài hình học rất phức tạp. Ngày mai tôi sẽ phụ trách xóa chữ ở trên tường đi. À, cũng đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Chủ nhiệm đi à? Xin lỗi, không đâu không đâu. Tôi là giáo viên môn toán của lớp số 8 khối 10, tên là Trần Lục Tam.